mọi người đi vô trong xem. Có mấy gốc bông giấy cẩm thạch phía ngoài đây, một gốc bông giấy mà ghép vừa rất là nhiều màu, màu hồng có nè, màu cam có nè, màu trắng, màu đỏ, thiếu màu vàng ta. Wow, cái góc bên này đẹp xuất sắc. Phía ngoài đường rất là tấp nập xe chạy luôn. Bây giờ mình xoay qua bên đây mình coi mấy cái bông giấy cẩm thạch. Đây là bông giấy cẩm thạch, bông giấy Mỹ. Bên đây là bông giấy Mỹ, bông giấy luôn. Đây cũng như bông trang cẩm thạch, bông giấy Mỹ cái lá, ở bông giấy cẩm thạch cái lá nó cũng lan lan như thế này đây. Lên màu xuất sắc. Yeah.